laptop dành riêng cho dân sáng tạo nội dung á. Bây giờ nó phải như thế này này anh em ạ. Đây là chiếc ZenBook Pro 16X OLED UX7602ZM. Chiếc laptop này có mức giá vào khoảng độ 76 triệu luôn anh em ạ, đúng như cái tên gọi của nó. Thì cái chiếc máy này, trải nghiệm của nó phải nói là sướng cực kỳ. Cái gì cũng sướng. Vậy thì sướng ở những chỗ nào? Anh em hãy cùng mình unbox ngay chiếc laptop này ra và trải nghiệm anh em nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Đầu tiên là phải nói một cơ chế đóng hộp nó rất là dị của nhà Asus. Từ trước đến nay Asus luôn luôn nghĩ ra một cách nào đấy để cho người dùng một cái bất ngờ khi mà mở hộp ra. Và chiếc laptop này không phải là ngoại lệ khi mà họ cho người ta này một cái hộp thiết kế một hình thang trông rất là hay, đúng không anh em? Đấy, thì cái cách mở rất là đơn giản. Chúng ta chỉ việc rút cái này lên. Và như vậy chiếc laptop chúng ta đã nằm ngay đây rồi. Ở bên trong hộp thì chúng ta sẽ có những cái phụ kiện ở phía bên trong này. Đây, hộp phụ kiện là cái hộp này anh em nhé. Và ở trong này thì ngoài sạc, chúng ta sẽ còn có được tặng kèm thêm một cái dongle để có thể kết nối ra mạng dây. Em máy gì không có cổng mạng LAN thì chúng ta phải chuyển đổi qua cổng USB Type-A anh em nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ có thêm được tặng kèm thêm một chiếc bút Asus Pen 2.0. Cái chiếc bút này phải là một chiếc bút cực kỳ hay, vẽ thì rất là sướng, dành riêng cho dân creator luôn, dành riêng cho dân kiểu thích vẽ vời luôn đấy. Thì em bút này phải nói là rất hay, được tặng kèm thêm trong máy luôn anh em ạ. Đó, như vậy chúng ta đã được tặng kèm sẵn hai phụ kiện rồi. Tạm thời bỏ cái đống phụ kiện này sang một bên, chúng ta cùng tới với nhân vật chính anh em nhé. Ok, và đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Asus ZenBook Pro 16X OLED UX7602ZM. Một chiếc laptop trong khoảng 76 triệu tại Laptop World anh em ạ. Cái chiếc laptop này thì ngay khi mà chúng ta mở lên, đập vào mắt chúng ta sẽ là một cái logo Asus ở trong một cái đường tròn đồng tâm chạy khắp cái lưng máy. Và cái logo này thì nó sẽ không chỉ là một cái logo bạc bình thường, mà em nó có khả năng phát sáng. Và tất nhiên rồi, bên trong này sẽ có đèn LED cho chúng ta anh em nhé. Đấy, anh em để ý này, mình có thể bật lên, đó. Lúc nào máy hoạt động thì logo sẽ phát sáng, rất hay, đúng không nào. Tiếp theo nữa, chiếc máy này là một chiếc laptop dành cho creator, mình thấy là có nhiều LED nhất từ trước tới nay. Nói thật, từ trước đến nay thì những cái mẫu laptop dành cho creator thường chúng ta sẽ chỉ có hầu hết là LED bàn phím là RGB là nhiều rồi, đúng không nào. Còn đâu thì toàn là LED trắng thôi. Nhưng mà với chiếc laptop này thì sao? Chúng ta nào có logo ở mặt lưng, chúng ta có hai dải LED ở phía bên dưới gầm bàn phím, chúng ta sẽ có cả LED RGB ở trên cái phần bàn phím ở đây luôn. Rất nhiều LED RGB đúng không anh em, để chúng ta có nhiều cảm hứng sáng tác hơn đấy. Rồi, thì đó là với một số cái điểm nhấn ở trên chiếc máy này. Quay trở lại cái phần mặt lưng thì chiếc máy này trong ta một cái phần mặt lưng nó rất là cứng, phải nói là siêu chắc và không có flake ở trên cái phần mặt lưng luôn. Đó, không lắc được, chắc chắn lắm, không lắc được anh em ạ. Nó rất cứng. Mặt màn hình thì là kính cường lực. Đó, nó rất chắc. Rồi. Với cái phần mặt lưng này thì đây cũng là một cái điểm mà khiến cho mình cảm thấy hơi thất vọng khi mà Asus vẫn quyết định là sử dụng cái họa tiết đường tròn đồng tâm ở phần mặt lưng của máy. Cái đường tròn này nó vừa dễ bám mồi vân tay, nó vừa là rất là cũ, nó lại thật sự là mang lại cho mình một cái trải nghiệm mà khá là khó để mà có thể vệ sinh cái chiếc laptop này. Đó, nó dễ bám mồi vân tay đã đành rồi, bây giờ lau nó còn khó nữa cơ, lau phải lau đúng kiểu. Chúng ta sẽ phải lau theo cái đường vòng cung. Đấy, dọc theo cái lưng máy này thì nó mới sạch được, chứ còn nếu mà cứ trà ngang như này thì nó không đi được anh em ạ. Đó, một số cái lưu ý nhỏ anh em nhá. Rồi, thì ngoài cái nhược điểm là cái họa tiết đường tròn đồng tâm ra thì mọi thứ nó đều rất là hoàn hảo. Logo kiểu mới đúng không nào? Phát sáng rất đẹp và mặt lưng thì siêu chắc, thiết kế mỏng nữa. Với chiếc máy này, tổng thể chiếc máy này thì họ sử dụng cái nhôm CNC cắt nguyên khối, nó vừa mỏng và nó vừa cứng, rất là chắc anh em nhá. Ok. Tiếp theo bên dưới sẽ là phần bản lề, thì bản lề này nó cũng khá là giống với cả chiếc ZenBook Pro Duo 14 hôm trước chúng ta được trên tay. Bản lề màn hình chính được đấu thẳng vào cái phần bàn phím nâng hạ phía bên dưới anh em ạ. Lát chúng ta cùng đi vào bên trong sau. Với cái trải nghiệm phần bản lề thì mình thấy là rất thích. Cái trải nghiệm mở máy lên bằng một tay rất là dễ dàng này. Và cái góc giữ bản lề thì cũng rất là thấp. Đó, một chiếc máy mà cho chúng ta bản lề phải nói là khá chắc chắn đấy, đúng không anh em. Tuy nhiên có một cái lưu ý nhỏ cho anh em nhá, là chúng ta sẽ mở tới một cái cỡ nào đó mà chúng ta cảm thấy là vừa đủ thôi, đừng cố ấn quá, bởi vì là cái chiếc bản lề này thì nó khi mà nó hết nấc ấy thì nó sẽ không bị cứng khựng lại đâu, mà nó vẫn khá là mềm để chúng ta có thể dí được tiếp, mà nếu chúng ta cố dí xuống thì nó sẽ gãy đó, cho anh em lưu ý khoản này nhá. Ok, đó là với cái thiết kế ở phần mặt lưng này. Xuống ở phía bên dưới phần gầm máy thì ở đây chúng ta sẽ có một cái khe hút gió tản nhiệt, phải nói là rất rộng ở phía bên dưới này. Các cái gờ cao su nhô cao ở xung quanh viền để có thể nâng đỡ gầm máy, khá là nhiều cao su ở phía bên dưới này chạy dọc khắp xung quanh viền của máy, đáy máy luôn anh em nhé. Phía cạnh sau của máy thì sẽ là hai khe thoát gió tản nhiệt ở hai bên đó, và chỉ vậy mà thôi. Đó là những cái thông tin ở xung quanh cái chiếc máy này mà anh em cần nắm được. Rồi,
Và phía bên trong thì trong này sẽ là một cái bầu trời công nghệ mà mình rất muốn chia sẻ với anh em ở phần mặt trong này. Đầu tiên sẽ là với cái phần màn hình anh em nhé. Màn hình thì với viền thiết kế là siêu mỏng, mỏng đều ở cả ba viền bên trên. Viền bên dưới thì sẽ hơi bị dày một chút, hơi bị dày một chút thôi, không phải là dày quá. Ok. Với cái phần viền này thì mình thấy là nó khá là hài lòng rồi. Làm thì rất là chắc chắn và cứng cáp với cái phần viền màn hình này. Bảo vệ được tốt cho cái phần màn hình của chúng ta, một chiếc màn hình rất là đắt tiền và xịn. Bên trên chúng ta sẽ có một dải rất nhiều cảm biến. Có webcam, có camera IR, có hệ thống phát hiện chuyển động cũng như là tự động đo ánh sáng môi trường để làm sao cân bằng cho chúng ta cái mức độ sáng màn hình cho tối ưu nhất cho quá trình chúng ta sáng tác và sử dụng. Và từ phía bên trong đi, thì đây, lý do vì sao mình nói đây là một chiếc màn hình rất đắt tiền. Chúng ta đi qua từng điểm một. Đầu tiên đây là một chiếc màn hình kích thước là 16 inch, tỷ lệ khung hình là 16:10. Và chúng ta sẽ có cái độ phân giải là 4K, rất sắc nét anh em ạ. 4K trên màn hình 16 inch nó mới là đủ độ sắc nét để chúng ta có thể làm đồ họa, đúng không anh em? Những cái tác vụ nào mà yêu cầu chuẩn xác nhất, chuyên nghiệp nhất thì màn hình này có thể cân được tốt. Với cái tỷ lệ là 3840x2400, rất là rộng và sắc nét. Tiếp theo nữa, về cái độ phản hồi, tốc độ phản hồi của nó sẽ chỉ có là 0.2 mili giây mà thôi, và hạn chế tối đa cái hiện tượng bóng ma cho chúng ta. Khi mà chúng ta làm đồ họa, chúng ta làm các tác vụ kiểu animation mà nó lại có hiện tượng bóng ma trên màn hình thì phải nói là rất là khó chịu, đúng không? Thì bây giờ đây, màn hình này chúng ta tốc độ phản hồi chỉ là 0.2 mili giây mà thôi, rất nhanh. Ok. Về cái tần số quét thì màn hình này sẽ chỉ có là 60Hz mà thôi, nhưng mà nó là 4K mà, và nó là cho dân thiết kế đồ họa mà, cần gì phải tần số quét cao quá, đúng là anh em, 60 là rất đủ rồi. Tiếp theo là về những cái chứng chỉ về màu sắc thì chắc chắn rồi, cái màn hình này nó sẽ đạt lên tới là 100% DCI-P3. Em nó sẽ đạt chứng chỉ bởi VESA và Pantone anh em nhé. Những cái chứng chỉ về in ấn đồ họa cũng như là HDR True Depth thì em nó đã đạt được ở trên cái màn hình này. Một chiếc màn hình phải nói là rất là nhiều các cái chứng chỉ cũng như là về cái độ chuẩn xác để chúng ta có thể dùng làm đồ họa. Ok, một chiếc màn hình phải nói là ok rồi. Mức độ sáng của chiếc màn hình này sẽ là 550 nit, và ngoài ra em nó sẽ có cả cảm ứng rất là nhạy anh em nhé. Cảm ứng rất nhạy để chúng ta có thể sử dụng để vẽ hoặc là để quan sát ở rất là nhiều môi trường ánh sáng khác nhau. Đây là màn hình gương 550 nit, mình thấy nó là khá đủ để chúng ta có thể quan sát ở dưới những môi trường ánh sáng mạnh rồi. Rồi, đó là về màn hình, phải nói là quá nhiều ưu điểm đúng không? Nếu mà mình ngồi kể ra nốt tất cả ưu điểm của nó thì rất lâu nữa, cho nên chúng ta bỏ qua đi qua phần khác đi. Phía bên dưới sẽ là cái phần bàn phím và touchpad, thì đây phải là một trong chiếc laptop rất độc đáo cho chúng ta. Phần bàn phím nâng hạ như là một chiếc màn hình phụ vậy, và touchpad thì kích thước siêu lớn ở phía bên dưới, cộng thêm một phần Asus dial bên cạnh nữa. Đi qua từng điểm một anh em nhé. Đầu tiên là về phần bàn phím. Ở phần bàn phím này thì họ sẽ làm một cái layout bàn phím rút gọn được đặt vào chính giữa, hai bên sẽ là hai dải loa. Thì với cái phần bàn phím cho chúng ta một cái hành trình phím rất là sâu, gõ cực kỳ là tốt. Với những chiếc bàn phím của laptop creator trước cái này, mình nghĩ là nó sẽ chỉ thua mỗi những cái mẫu laptop doanh nghiệp mà thôi. Đó. Phải nói là gõ cực kỳ tốt anh em ạ. Hành trình phím sâu, và mặc dù là cơ chế nâng hạ nhưng mà chúng ta cái việc chúng ta bấm lên trên cái phần này nó rất là chắc, nó rất là ít hiện tượng flake ở trên cái phần mặt này, bởi vì là tất cả chiếc máy đều hoàn thiện bằng hợp kim nhôm CNC, cho nên là nó đảm bảo cái độ cứng và chắc cho chúng ta. Xuống phía bên dưới thì sẽ là cái phần touchpad, một cái điểm nhấn của chiếc laptop này luôn. Nó rất nhiều công nghệ trên này. Phần touchpad này cho chúng ta một lớp phủ kính lướt rất là mướt. Nó cho chúng ta kích thước siêu lớn, phải nói là gần bằng một găng tay của mình. Rất lớn anh em ạ. Bây giờ đây thì đây là một những chiếc laptop ở trong ta touchpad phải nói là cạnh tranh ngang ngửa với cả MacBook rồi đấy. Ok, touchpad này phải nói là trải nghiệm cực kỳ thích luôn đấy, lướt thì rất là mướt luôn. Và ngoài ra nữa nhá, em nó còn có cả cái công nghệ là haptic touch. Thì với cái công nghệ này nó sẽ có một cái phản hồi rung, có những cái con rung phản hồi ở ngay phía bên dưới cái phần touchpad này, và chúng ta nhấn vào đâu thì nó sẽ rung trở ngược lại để chúng ta cảm giác như là chúng ta bấm trên những cái phím vật lý vậy. Bấm rất là thích tay anh em ạ, nó cứ rung rung phê phê. Nhưng mà có một cái điểm nhá, là cái phần cảm biến rung này ấy, mình đặt tay ở góc bên này mà mình bấm sang góc bên kia thì cả cái tay ở góc bên kia mình không bấm nó vẫn có thể cảm nhận được cái độ rung trên toàn thể cái bề mặt touchpad này luôn. Ok, đó là một cái lưu ý nhỏ cho chúng ta. Ngoài ra nữa thì cái phần touchpad này nó sẽ có bao gồm cả thêm là number pad để chúng ta có thể nhập số liệu luôn, đầy đủ hết và kích thước siêu lớn, rất ngon đúng không nào anh em. Với cá nhân mình thì mình rất là thích trải nghiệm với chiếc touchpad này vào những cái tác vụ như là làm việc của mình, lướt web hay là làm content hay là sáng tạo nội dung, hay là chúng ta có thể dựng video hoặc là chỉnh sửa hình ảnh qua đây luôn, rất tiện. Bởi vì sao, chúng ta còn được đi kèm thêm cả một chiếc Asus dial này nữa. Với cái chiếc dial này thì chúng ta hoàn toàn là có thể kết hợp với cả những bộ phần mềm như là Premiere, After Effects, Photoshop hay là Lightroom, em nó đều rất là hỗ trợ trên hầu hết những bộ phần mềm của Adobe luôn, để chúng ta có thể sử dụng vào đây những phím tắt. Đây cũng là dạng vật lý, nhưng mà cái núm xoay của nó ấy,
thì nó lại là dạng cảm ứng anh em ạ. Đấy, cho nên là mình thấy là nó không mang lại cho mình một cảm giác thực sự là thật tay như là trên cái phiên bản vật lý kia. Cái cảm ứng này này nó sẽ hơi có một chút xíu gọi là delay. Mỗi khi chúng ta xoay ở vị trí bên ngang, góc 90 độ bên ngang này thì sẽ hơi bị delay một chút anh em nhá. Đó là một cái cảm nhận của mình. Còn về lướt ở trên này thì nó rất là mượt rồi. Phím ở giữa sẽ là phím bấm vật lý anh em nhá. Ok. Đó là với cái phần dial, nó kết hợp rất là tốt để chúng ta có thể sử dụng vào những bộ phần mềm đồ họa. Và lúc này thao tác của chúng ta nhanh nhạy hơn rất là nhiều. Nó hình thành một cái phản xạ. Chúng ta đã vừa đi qua là cái thiết kế bên ngoài của cái chiếc laptop này. Bây giờ anh em hãy cùng mình đi vào tới phía bên trong là cấu hình. Cũng là một cái điểm mà cực kỳ đắt giá trên chiếc laptop này luôn. Em nói cho ông ta combo cấu hình của nó là rất khủng. Khủng nhất trên cái dòng laptop Creator từ trước cái này luôn. Chúng ta sẽ có gì? Đầu tiên sẽ là Intel Core i9 12900H. Tiếp theo sẽ là RAM 32GB LPDDR5. Tiếp theo chúng ta sẽ có SSD là 1TB. Và chắc chắn rồi, PC Gen 4 luôn. Các đồ họa cũng là một thứ rất quan trọng cho anh em Creator. Em nó được trang bị lên tới là NVIDIA GeForce GTX 3060 với 95W. Thật ra thì 95W nó không phải là cao, nhưng mà trên một cái thiết bị nó mỏng dành cho Creator như thế này thì mình thấy là 95W nó là rất đủ và rất hợp lý rồi. Hơn nữa nó là 3060, 6GB anh em ạ. Thế là mình không có gì phàn nàn ở trên combo cấu hình này cả. Quá ngon. Và làm sao để mà có thể tối ưu được tốt trên combo i9 và RTX 3060 này? Rất nhiều anh em thắc mắc rằng em máy này nó tản nhiệt bằng cách nào? Rất là khó để nói điều đó đúng không? Vậy thì đây, mình show cho anh em xem hệ thống tản nhiệt. Dưới gầm máy ban nãy anh em đã xem rồi đúng không? Mặt đáy sẽ có rất là nhiều khe hút gió. Tiếp theo, cái phần bàn phím này, lý do vì sao phải thiết kế cơ chế nâng hạ? Nó có rất nhiều mục đích. Thứ nhất là chúng ta một góc gõ phím được tốt hơn đã đành rồi. Nhưng mà phía bên dưới này này, bây giờ đây thì sẽ có thêm không gian để mà đặt quạt tản nhiệt vào phía bên trong này anh em ạ, để cho luồng gió mát đi vào được dễ hơn. Đó mới là một cái cực kỳ thông minh anh em ạ. Và được kết hợp với cả một hệ thống tản nhiệt phải nói là rất mới của nhà Asus, iCool Pro 140W Ultra Powerful. Bây giờ đây thì với hệ thống tản nhiệt như thế này, khi mà chúng ta vào trong cái phần mềm ProArt Creator Hub và chúng ta bật full speed lên, cái chiếc máy này nó kêu không khác gì một chiếc laptop gaming luôn. Quạt quay rất mạnh để đáp ứng trong ta những tác vụ render hay là làm 3D. Nó thực sự là mượt mà và nhanh, mát, mượt anh em nhá. Ok, đó là với hệ thống tản nhiệt cũng như là với cấu hình. Thì mình nghĩ là để mà cho chúng ta một cái hiệu năng cụ thể nhất, hẹn anh em clip tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi test hiệu năng chiếc máy này. Mình sẽ cùng đi qua một số các cái điểm mạnh nữa trên chiếc máy này anh em nhé. Nhưng mà quên mất không nói với anh em là với RTX 3060 trên những mẫu laptop Creator của nhà Asus thì họ đều được tích hợp luôn là driver RTX Studio để mà cho chúng ta hỗ trợ tốt nhất cho những bộ phần mềm Creator, những bộ phần mềm sáng tạo nội dung. Ok, chúng ta sẽ cùng sang tới một số các cái điểm khác nữa trên chiếc máy này. Mà cái điểm khiến mình quan tâm nhất đấy chính là loa. Phải nói đây là một chiếc loa rất hay. Có thể là ban nãy giờ anh em cũng có nghe một vài cái âm thanh thông báo, anh cũng đã biết rồi. Một chiếc loa thứ nhất là nó siêu lớn. Nó lớn nhất trên các mẫu laptop từ trước đến nay luôn, kể cả laptop gaming. Chiếc laptop này trong ta loa siêu lớn, để anh em có thể trải nghiệm âm nhạc, chúng ta có thể nghe. Nhưng mà lớn mà không hay thì cũng coi như vứt đi đúng không? Chính vì thế mà chiếc loa này nó lại vừa lớn vừa hay cơ. Đấy, thế nó mới xứng đáng trên laptop 76 triệu chứ đúng không anh em? Phải nói là cái chiếc loa này mang lại cho mình một trải nghiệm thực sự rất là tuyệt vời. Nó có đầy đủ các cái giải âm bass, mid và treble để mà cho chúng ta những cái trải nghiệm âm thanh ở những cái bản nhạc khác nhau, hoặc là có thể sáng tạo nội dung, có thể edit clip, làm những cái bản nhạc, có thể trải nghiệm trực tiếp trên loa này luôn anh em ạ. Đó, một chiếc loa phải nói là rất ổn anh em nhé. Đó là về loa. Thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang tới một thứ nữa mình thấy là cũng rất là thích nữa, đó là về pin. Pin em nói được sử dụng pin là 6 cell và 96W. Thì với 96W ở trên một cái mẫu laptop 4K và cấu hình siêu khủng như thế này, nếu mà chúng ta sử dụng những tác vụ nhẹ nhàng như lướt web thì em nó có thể trụ tốt trong ta trong khoảng độ 6 cho đến 7 tiếng đồng hồ anh em nhé. Còn nếu chúng ta giảm mức độ sáng màn hình xuống nữa, chúng ta trải nghiệm những tác vụ gọi là xem phim này rất là nhẹ nhàng đúng không, thì lúc này em nó có thể trụ lên tới 8 cho đến 9 tiếng. Một viên pin siêu trâu, 6 cell, 96W anh em nhé. Ok. Thì tất cả mọi thứ đó, một hệ thống tản nhiệt khủng, một combo cấu hình khủng, một con màn lớn và vỏ máy full nhôm, nó gộp lại hết trên một cái thiết bị nó nhỏ gọn như thế này thì trọng lượng của nó tới đâu? Em máy này trong ta trọng lượng lên tới là 2,4 kg. Và phải nói là nó cũng nặng không kém cạnh gì, thậm chí là nặng hơn so với cả những cái mẫu laptop gaming thời điểm hiện tại. Cho nên là cái việc chúng ta mang đi mang lại lúc này cũng hơi bị nhọc hơn một chút đấy, cho nên em cân đối nhá. Cuối cùng sẽ là về cổng kết nối. Thì ở đây anh có thể nhìn qua hệ thống cổng kết nối của em máy này. Cạnh bên phải chúng ta sẽ có cổng HDMI, một jack audio và một khe cắm thẻ SD chuẩn lớn.
khe cắm thẻ này cũng cho chúng ta một cái tốc độ đọc ghi rất là cao, cao hơn gần như là hầu hết những cái mẫu laptop hiện tại được trang bị anh em ạ. Cạnh bên trái của máy chúng ta sẽ có đây là một cổng nguồn công suất lớn, một cổng USB Type-A và hai cổng USB Type-C có Thunderbolt 4 anh em nhé. Thì đấy, cái chiếc máy này sẽ không có cổng mạng LAN và chúng ta sẽ bắt buộc là phải sử dụng cái dongle chuyển đổi được tặng kèm theo máy. Mà nếu như mà chúng ta sử dụng cái dongle đó thì bây giờ chúng ta sẽ hết luôn cổng USB Type-A để có thể kết nối với các thiết bị khác. Và chung quy lại thì chúng ta vẫn sẽ phải mua thêm một cái dock nữa để có thể kết nối các cổng C này. Ok, đó là những cái đánh giá của mình về cái cổng kết nối cũng như là tổng thể cái chiếc máy này. Thì mình thấy đây là một chiếc laptop mà cực kỳ xịn, cực kỳ cao cấp dành cho các anh em sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, phải nói là chuyên nghiệp. Chứ còn những người nào mà bán chuyên thì mình nghĩ là nhìn cái chiếc laptop này chỉ thấy tiếc tiền thôi, không muốn mua đâu anh em ạ. Và thường họ sẽ nghĩ tới mua kiểu PC hơn với cái tầm giá này, đúng không anh em? Nhưng mà với cái nhu cầu chúng ta phải di chuyển nhiều, với cái nhu cầu chúng ta phải xử lý công việc nặng ở mọi lúc mọi nơi thì đây phải là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý cho chúng ta, anh em có thể cân đối nhé. Và đường link dẫn tới sản phẩm này thì mình đã để phía bên dưới phần mô tả của video, anh em có thể click vào đó và theo dõi sản phẩm cũng như là đặt mua hoặc là theo dõi các thông tin chi tiết về sản phẩm này. Ok, còn bây giờ thì đừng quên cho Laptop World một like và một sub cũng như hãy nhấn một nút chuông để không bỏ lỡ video mới. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.